Từ chiều tối ngày 28 tháng 9, hàng chục xe ô tô của người dân sống tại Gold City, số 136 đường Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, đã không cho xe xuống hầm mà đổ tràn lan trên các đường để phản đối việc chủ đầu tư tự áp đặt phí trong xe. Theo người dân, các phí dịch vụ đều do chủ đầu tư tự quy định. Trong đó, giá gửi xe ô tô tại đây là 1,25 triệu đồng chưa bao gồm thuế VAT và 1,85 triệu đồng chưa VAT đối với xe thứ hai việc người dân không cho xe xuống hầm gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trong khu đô thị Goldmark City. Một vài người dân bức xúc đã đập vỡ cả kính xe, xô nát cũng xảy ra, xô xát cũng xảy ra khi khách đến khu chung cư này bị mắc kẹt không ra được nên đã nổi nóng đập xe của người dân.